Các tổ chức thiện nguyện đang góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố hỗ trợ những người khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhiều nhóm đối tượng khác nhau đã được hỗ trợ với tổng kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng. Sáng qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã trao tặng hàng trăm xuất quà là nhu yếu phẩm, tiền mặt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một số quận huyện. Gần 200 trẻ em cũng được hỗ trợ kinh phí học tập dài hạn và hàng nghìn trẻ em ở các trung tâm bảo trợ được hỗ trợ thêm kinh phí, lương thực, thực phẩm từ nguồn xã hội hóa này.